Top 10 thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong các tác phẩm của Kim Dung, phần 1. Các cụ có câu trai tài gái sắc và trong các tác phẩm của Kim Dung cũng vậy. Bên cạnh những đấng mày râu anh hùng hảo hán, võ công và khí chất thống trị thiên hạ, vẫn còn đó những cô gái sở hữu sắc đẹp tuyệt trần và thậm chí còn được nhiều người chú ý hơn. Hãy cùng thử tìm hiểu xem đó là những cái tên nào nhé. 1. Tô Thiên Lộc định ký. Nếu nói về độ quyến rũ, có lẽ Tô Thuyên, vợ cả của Vi Tiểu Bảo, sẽ được coi là người đứng đầu trong bảy cô vợ của nhân vật đào hoa này, từng là vợ của giáo chủ Thần Long giáo, thế nhưng Tô Thuyên chưa một lần nếm trải cảm giác sung sướng của người vợ khi bị chồng nàng vì mãi mê luyện võ công mà quên lãng. Trong truyện, Tô Thuyên được mô tả có đôi môi nhỏ xinh, Làn da lung linh cùng khuôn mặt đẹp và mỏng manh tựa nhành hoa đào. Đây là người vợ cả, cũng là người mà Vi Tiểu Bảo của chúng ta vừa yêu vừa sợ nhất trong số bảy bà vợ. 2. Chu Chỉ Nhược, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhan sắc của Chu Chỉ Nhược được Kim Dung mô tả là nghiêng nước nghiêng thành, chẳng trách mà anh chàng Tống Thanh Thư vừa gặp nàng đã thầm thương trộm nhớ để rồi sau này phản cả sư môn chấp nhận bị người đời nguyền rủa nhưng đáng thương thay chu chỉ nhược lại một lòng một dạ với trương vô kỵ và thậm chí bất chấp lời can dặn trước lúc lâm chung của sư phụ nàng suýt chút nữa đã trở thành hiền thê của trương công tử nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của triệu mẫn nhìn chung chu chỉ nhược là một cô gái đáng thương hơn đáng giận khi tình yêu đã làm nàng mù quáng và phạm phải liên tiếp những sai lầm trong tương lai. 3. Mộc Uyển Thanh, Thiên Long Bát Bộ Nàng chính là đứa con gái duy nhất của đoàn Chính Thuần và Tần Hồng Miên, và sau này cũng là một trong dàn thê thiếp của đoàn dự. Trong Thiên Long Bát Bộ, Mộc Uyển Thanh có số phận bất hạnh từ nhỏ, khi chỉ vì thù giận người tình không chung thủy mà mẹ nàng tuy truyền dạy võ công nhưng chẳng bao giờ chịu nhận nàng làm con thực ra trong truyện mộc yến thanh cũng được mô tả là tương đối xinh đẹp nhưng có lẽ phần nhiều khán giả vẫn ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo của cô nàng này trên màn ảnh hơn. 4. A Kha, lộc đỉnh ký. trở lại với vi tiểu bảo cô vợ xinh xắn nhất cũng là người mà vi tiểu bảo khó chinh phục nhất trong bộ truyện chính là a Kha. Chuyện A Kha xinh đẹp có lẽ là điều quá hiển nhiên khi nàng chính là giọt máu của Trần Viên Viên, đệ nhất mỹ nhân thời bấy giờ. Ngay cả Vi Tiểu Bảo khi đứng trước Trần Viên Viên cũng phải xúc động thì với con gái của bà, anh càng khó lòng có thể giữ mình. A Kha thở ban đầu rất ghét Vi Tiểu Bảo và chỉ một lòng đi theo trình khắc sản. Nhưng sau khi thấy được bộ mặt thật ham sống sợ chết, sẵn sàng vứt bỏ người thương một cách không thương tiếc, chỉ vì giữ mạng. A Kha đã hối hận và sau này chấp nhận làm vợ hiền của Vi Gia. Năm, Hoàng Dung, anh hùng xạ điêu. Trong anh hùng xạ điêu, từ đầu tới cuối Hoàng Dung luôn được coi là mỹ nữ nổi bật nhất của bộ truyện, không quá quyến rũ và đầm thắm, nhưng chính sự duyên dáng kèm theo đó là nụ cười tươi rạng rỡ, tính cách tinh nghịch đáng yêu đã hấp hồng quách tỉnh ngay từ lần đầu gặp mặt tới mức mà xinh đẹp như công chúa hoa chanh của mông cổ cũng không thể làm lay chuyển tình cảm của anh chàng và chắc chắn rằng quyết định này của anh chàng là đúng đắn khi mà một tay hoàng dung đã bồi dưỡng giúp sức cho quách tỉnh luyện được vô số bộ thần công trong thiên hạ thậm chí sau này nàng còn trở thành ban chủ cái bang và cùng chồng kháng chiến chống lại sự xâm lược từ quân mông cổ thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào